giờ là mấy giờ? Bây giờ hơn 3 giờ. Mày tên gì? Alo. Bây giờ là mấy giờ? Mày bao nhiêu tuổi? Mày sống ở đâu? Tên là gì? Mày có phải ma không? Mày bị ngu. Trò này chơi thế nào? Bây giờ là mấy giờ? Bây giờ hơn 3 giờ. Mày bao nhiêu tuổi? Tao bằng tuổi mày. Mày đang ở đâu? Tao đang ở rất gần mày. Mày có bị khám không? Tao có. Nhà mày ở đâu?